Rồi, mắt quá. Mà bị ghép cái gì đây? Ghép tay tay à? Sư Tàng quá không? Sư Tàng có súng không? Súng có. Vì đang ghép cái gì đó? Đang ghép tay tay à? Sư Tàng, nhưng mà cái đó là cái gì của Sư Tàng? Đây là cái bánh nè. Bánh xe. Đây là hai, đây là cái chữ chữ chú thỉnh nè. Chú thỉnh lấy cái chỗ này nè. Tiếp tục. Cái này vào. Đó là cái gì của Sư Tàng? Là cái thúng. Rồi. Là cái máy chủ thỉnh vào. Rồi nè. Rồi chú này thỉnh rồi. Rồi chú này phải bông chiếc xe lại nè ba. Nè. Đó là bộ phận gì đó? Đây là bộ phận gì vậy? Ừ. Bộ phận xe, chiếc xe bảo vệ. Chiếc xe, chừng khi chiếc xe đen này bị hư rồi. Rồi nhảy ra chiếc xe đen rồi chiếc xe này chạy đi. Tiếp tục đi. Giờ có một thiếu. Gán cái này vào như nè. Bộ phận con người. Gán vào. Đỏ ngủ. Bộ phận gì? Bộ phận xe, cái mặt của xe này. Đây là bộ phận, những bộ phận ở con người. Nếu giờ không được nhìn thì sẽ bị hoạt bạc nhiều giờ lắm. 60 giờ rồi sẽ được cửa ra, sẽ được không hết ốc mẹ. Được rồi. Hoàn thiện chưa? Thè thang. Thè rồi. Rồi, xong chưa? Xong rồi. Rồi, quy khí cho nó chảy qua. Bán ngũa sao, tiếng ngũa sao? Hả? Sư Tàng bán ngũa, tiếng ngũa là sao? Tiếng ngũa là phùng giống như đám xét đó. Đám xét cho nó hả? Ừ, đúng. Bắn một cái rồi trúng cái đất rồi nổ cái bùng giống như đám xét vậy. Rồi, đi chào mấy bạn đi, bye bye đi. Xin chào các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại. Bye bye, hẹn gặp lại. Bye bye, bye bye. Bye bye.